Cầu tình yêu Đà Nẵng tuy không có lịch sử lâu đời hay kiến trúc độc đáo như những cây cầu khác tại Đà Thành, nhưng mỗi ổ khóa được treo trên cầu lại là một câu chuyện tình yêu lãng mạn cuốn hút du khách. Nằm giữa trung tâm của thành phố, cây cầu tình yêu Đà Nẵng là nơi check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ. Cầu tình yêu Đà Nẵng nằm về phía đông của sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cây cầu có hình vòng cung được đi vào hoạt động từ năm 2015. Cầu tình yêu nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn. Vì vậy, đứng từ đây bạn có thể ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố. Cầu tình yêu ở Đà Nẵng được lấy cảm hứng từ những cây cầu tình yêu nổi tiếng trên thế giới như Ý, Pháp, Nga, Đức. Đây là nơi minh chứng ước hẹn cho các đôi lứa. Ý nghĩa của ổ khóa tình yêu thể hiện một tình yêu bền chặt vĩnh cửu. Chính vì vậy, cây cầu là địa điểm du lịch Đà Nẵng phù hợp cho các cặp đôi. Với thiết kế vòng cung, cây cầu tình yêu có chiều dài 68m, được ví như một dải lụa mềm mại vắt qua sông Hàn. Khám phá cây cầu tình yêu để có những bức ảnh đẹp, hãy cùng ngắm cầu Rồng, cầu sông Hàn, ngắm những con phố, những tòa nhà cao tầng thể hiện sự hiện đại độc đáo hai bên bờ sông Hàn. Những ánh đèn lung linh phản chiếu ánh sáng xuống mặt sông tạo thành một khung cảnh lãng mạn huyền ảo. Đặc biệt, bên cạnh cầu tình yêu có du thuyền hạnh phúc. Du thuyền lấy cảm hứng từ bộ phim Titanic. Bạn có thể thưởng thức những loại đồ uống được chế biến tỉ mỉ và ngắm nhìn vẻ đẹp của cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước. Và cá chép hóa rồng là một biểu tượng của sự thịnh vượng tại Đà Nẵng. Hình tượng cá chép hóa rồng là biểu tượng tâm linh của người Việt, thể hiện sự may mắn, thành công, đồng thời cũng chỉ những người có phẩm chất kiên cường, bền bỉ, khát khao vượt lên trong cuộc sống. Du khách ngắm nhìn hình tượng cá chép vượt vũ môn như một lần nhắc nhở bản thân luôn cố gắng và kiên định vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Không những vậy, đây còn là biểu tượng để người dân Đà Nẵng luôn hướng đến cuộc sống văn minh hiện đại nhưng không làm mất đi nét đặc sắc của nền văn hóa dân tộc. Không chỉ cầu tình yêu mà Đà Nẵng còn có rất nhiều phong cảnh đẹp, địa điểm du lịch hấp dẫn như đỉnh Ba Nà, bảo tàng Đà Nẵng, vân vân. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.